Chivas 15 là một dòng rượu whisky của nhà Chivas Regal. Chivas 15 được ủ trong thùng gỗ sôi ít nhất là 15 năm. Nhờ quy trình ủ rượu chất lượng mà cho ra phiên bản 15 năm với hương thơm tươi mới, mượt mà và trẻ trung. Nếu anh chị thích một dòng whisky có màu vàng óng với những cái tầng hương phức tạp thì Chivas 15 là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Chivas được công nhận là loại whisky tuyệt hảo đầu tiên tại Scotland. Ngày nay thì Chivas phổ biến rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Lịch sử của Chivas nói chung và Chivas 15 nói riêng là một hành trình đầy thú vị, tô điểm cho các bữa tiệc đắm say và dư vị nồng nàn. Dòng rượu Chivas 15 mới chỉ ra mắt vào năm 2018 và là một tân binh mới toanh của nhà Chivas Regal. Mới ra mắt nhưng Chivas 15 trở thành con cưng của thương hiệu này và được đông đảo người yêu thích whisky trên thế giới đón nhận. Chivas 15 là lựa chọn hàng đầu cho những anh chị say rượu nhất. Chivas 15 mang đến những hương vị ngọt ngào của kẹo bơ, một chút đắng nhẹ của caramel với hương vị kéo dài. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về các dòng vang hay các dòng whisky, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737 để đặt trước những phần quà hấp dẫn cho Tết Giáp Thìn năm 2024 tại Avino Wine. Và anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh của Avino Wine để xem thêm những video vào ngày mai.